Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tối của chúng tôi. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quan về những sự kiện và tin tức quan trọng tất cả khu vực trên toàn quốc. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nhân chứng vụ cháy nhà ở Đà Nẵng kể lại phút bất lực khi thấy khói lửa bao trùm. Bắt chồng người phụ nữ sát hại người cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức. Đồng Nai va chạm với tàu hỏa, một người đàn ông tử vong tại chỗ. Công an viên bị đâm tử vong khi giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Sáng ngày 11 tháng 10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường ngôi nhà cháy khiến cho hai cháu bé tử vong ở con ngõ số 236 đường Trần Cao Vân để điều tra về nguyên nhân. Trong con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà, nhiều hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc đau lòng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh đã kể, khoảng 1 giờ 30 ngày 11 tháng 10, ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn phát ra gần nhà. Chạy ra kiểm tra, ông phát hiện ngôi hàng xóm cách khoảng 300 mét đang bốc cháy. Lửa bao trùm, khói đen lên nghi ngút, khiến cho nhiều tiếng nổ ở tầng 3 phát ra. Cổng của ngôi nhà đang khóa, hàng xóm dùng búa tạ để phá khóa nhưng không được. Cả xóm không thể nào tiếp cận được ngôi nhà để dập lửa, ông nhớ lại. Theo ông Ánh, sau đó lực lượng công an và người dân phải dùng xà beng, búa phá lề ở cổng để tiếp cận cửa chính ngôi nhà, cứu người. Những người sống sót ở sát vách gọi nhau tháo chạy vì sợ lửa cháy sang nhà mình. Khi lực lượng chức năng phá được cửa thì ba người thoát ra từ tầng 1 ngôi nhà. Lúc này còn hai cháu bé đang mắc kẹt ở tầng 3, lực lượng chức năng cũng đã dùng thang tiếp cận nhưng lửa bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt. Họ cố gắng tiếp cận nhưng khi lên được thì hai cháu bé đã ngạt khói. Ông kể, theo ông Ánh, ngôi nhà do vợ chồng chủ nhà mới mua được gần 1 năm, hai cháu mất có một người con của chủ nhà và một người cháu. Ông Nguyễn Thanh Cư, 65 tuổi cũng cho biết, chưa hết bàng hoàng, tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng nổ lớn, mùi khét nồng nặc. Ông mở dậy ra ngoài thì thấy con hẻm đang khói đen mù mịt. Tại căn nhà số 31D, khói đã bao trùm, thông qua cửa chính, cửa sổ, cửa cuộn ra ngoài. Thấy có người mắc kẹt bên trong, nhiều người cùng nhau chi hô, đồng thời tìm cách phá khóa. Tuy nhiên phát hiện dây điện bị cháy rơi xuống lòng đường, nhiều người dân không dám lại gần. Từ trước đến nay, ở ngõ này chưa bao giờ thấy vụ cháy nào lớn như vậy, ông Cử chia sẻ. Ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung về tội giết người cướp tài sản, sinh năm 1984 ở thành phố Thủ Đức. Công an cũng đã khởi tố và bắt tạm giam chồng của Dung về tội che giấu tội phạm. Theo điều tra, chị Tê sinh năm 1997 ở Long An, buôn bán trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức. Dung hay tới mua hàng của chị Tê để bán kiếm lời, tuy nhiên Dung nợ nần chị Tê và nhiều lần bị đòi nợ. Gần đây Tê tiếp tục đòi nợ nhưng mà Dung lảng tránh và có ý sát hại chị Tê. Trưa 30 tháng 9, Dung mang theo dao để gặp chị Tê gần bãi xe chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Bất ngờ, Dung vật chị Tê xuống đất, rồi đâm nhiều nhát, khiến cho chị Tê tử vong. Gây án xong, Dung lấy tài sản rồi về nhà ở thành phố Thủ Đức. Chồng Dung thấy Dung hỏa loạn, cho nên áo dính máu, gắng hỏi thì Dung kể mãi là giết người. Chồng mang quần áo ra đốt và bị bỏng. Vài giờ sau, trinh sát đã ập đến căn nhà ở thành phố Thủ Đức bắt giữ Dung. Ngày 11 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt là một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Vị trí xảy ra tai nạn là đường sắt Bắc Nam, đoạn qua Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Trước đó, gần 8 giờ sáng cùng ngày, xe máy biển số 94M105447 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông ở trên đường Yên Thế. Khi xe máy đi đến khu vực giao nhau với đường sắt, đường Yên Thế thì xảy ra va chạm với tàu hỏa. Cú va chạm mạnh khiến cho người đàn ông điều khiển đi xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tàu hỏa phải dừng lại để xử lý hiện trường khoảng 20 phút. Theo các nhân chứng, địa điểm xảy ra tai nạn là giao lộ giữa đường Yên Thế, đường Thái Hòa 3 và đường Điều Xiển, cộng thêm với đường sắt ngang qua lưu thông ở khu vực này, người dân cũng phải quan sát chú ý. Ngày 11 tháng 10, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An, ông HTT, công an viên xã Hùng Tiến bị đâm tử vong khi đang giúp người dân giải quyết mâu thuẫn. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 10, tại gia đình của ông Nguyễn Đình Tê, 52 tuổi, và bà Thờ diễn ra mâu thuẫn. Lúc này bà Thờ có điện thoại cho ông HTT là công an viên đến giải quyết giúp đỡ. Nhận được thông tin, công an cũng đã đến gia đình để giải quyết. Từ đây, sau một hồi nói chuyện, bất ngờ ông Tê bị ông Thờ dùng dao đâm vào người. Phát hiện, ngay lập tức đưa ông Tê đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông không qua khỏi. Đối tượng gây án đã bị công an Nam Đàn bắt giữ. Vụ việc vẫn đang được công an huyện điều tra làm rõ. Sáng ngày 11 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết đơn vị đang tiếp tục giải quyết vụ tai nạn giao thông khi một người đàn ông điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Camry bất ngờ lao lên vỉa hè bất tỉnh.
Theo đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 10 tháng 10, tài xế TVH sinh năm 1971, trú ở Đông Anh, Hà Nội, điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H448 ở trên đường Phạm Hùng. Đến nút giao Phạm Hùng Sơn Đình Nghệ thì ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè. Sau cú va chạm, tài xế H không tỉnh táo, vẫn đạp ga khiến cho bánh trước của xe đã xoay tròn tạo ma sát với lòng đường, bốc khói mù mịt. Khi phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã chi hô, gọi tài xế dậy nhưng không thành công. Người dân đã gọi cho lực lượng công an để giải cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường và đưa tài xế H đi cấp cứu. Đồng thời, cảnh sát giao thông yêu cầu bệnh viện xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Đến 9 giờ ngày 11, bệnh viện chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy. Làm việc với cảnh sát điều tra, bác sĩ cho biết tài xế không bị thương, tiếp tục theo dõi thêm. Qua trao đổi với người nhà, tài xế H có tiền sử bệnh cao huyết áp. Ngày 11 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Dũng để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối ngày 8 tháng 9, Phạm Trung Dũng điều khiển ô tô di chuyển ở trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn của quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Lúc này, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đang làm nhiệm vụ đã dừng xe và yêu cầu thổi nồng độ cồn đối với Dũng. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành yêu cầu, không hợp tác với lực lượng chức năng bằng việc dùng điện thoại quay lại trực tiếp đưa lên mạng xã hội. Cùng với đó, người này có lời nói không chuẩn mực, to tiếng, đưa ra yêu sách, gây áp lực cho lực lượng chức năng để không bị xử phạt. Sáng ngày 11 tháng 10, trên quốc lộ 38B thuộc địa phận của Đoàn Thượng, Sa Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cụ bà 77 tuổi tử vong. Nạn nhân là bà NTT sinh năm 1946 ở thôn Trung Độ, xã Đoàn Thượng, Sa Lộc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 tại km 7 quốc lộ 38B thuộc địa phận của thôn Đỉnh Đào, xã Đoàn Thượng. Thời điểm đó, bà NTT đang đi bộ sang đường thì bị ô tô 34A253 chạy theo hướng thị trấn Thành Miện đến thị trấn Sa Lộc và phải. Bà tử vong tại chỗ. Tài xế là anh VDH sinh năm 1982 ở Hồng Phong. Đây là vụ án thứ 3 trên quốc lộ này, đoạn qua xã Đoàn Thượng. Từ đầu năm đến nay, làm 2 người chết, 1 người bị thương. 2 trong 3 vụ việc liên quan tới người dắt xe đạp sang đường. 1 trường hợp đi bộ sang đường. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Bình Phước bất ngờ kiểm tra xe ô tô, phát hiện trên xe có 2 người cùng với một số hàng hóa, trong đó có hàng cấm là pháo không rõ nguồn gốc. Lực lượng công an cũng đã kiểm tra xe ô tô mang nhãn hiệu Mitsubishi Xpander biển số 519558 đang dừng đỗ ở đường DT741 thuộc địa bàn của ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Đông Phú, Bình Phước. Bước đầu xác định tài xế điều khiển ô tô là Nguyễn Minh Tâm, 38 tuổi, ngụ ở Thạch Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và người đi cùng là Trần Thị Tuyết Hồng, ngụ ở Tân Bình, Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Qua kiểm tra trên xe ô tô có một thùng bia, nước ngọt và 5 bao tải. Trong 5 bao tải màu vàng thì có chứa 82 hộp pháo không có chứng từ hợp pháp, trọng lượng khoảng 129,6 kg. Các đối tượng khai nhận đã mua số hàng hóa và 82 hộp pháo của người không quen biết tại khu vực gần biên giới, thuộc địa bàn của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với số tiền 24 triệu đồng, vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Hiện công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 10, công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa truy bắt, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Truyền, 34 tuổi, ở thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng điều tra hành vi dâm ô. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an Trà Bồng, ngày 8 tháng 10, lợi dụng chủ nhà có cụ bà HT bị liệt hai chân cùng với cháu DNMD và DMU, Phạm Văn Tuyền đã giở trò đồi bại để sờ đùi bà T và các bộ phận nhạy cảm trên người hai cháu D và U. Rất may người nhà về kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng, sau đó người nhà đã báo cho cơ quan công an. Theo cơ quan công an, đầu năm 2013, Truyền từng có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ bị bệnh thiểu năng ở địa phương và bị Tuyền phạt tù. Chấp hành xong, đến cuối 2015, Truyền trở về địa phương sinh sống. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình an ninh trật tự trên cả nước. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.